Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Và như thường lệ là phần điểm các thông tin chính có trong chương trình. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 2 sáng nay 25 tháng 11, Quốc hội đã tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ về nhiều vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về nội dung liên quan đến chủ trương tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và các biện pháp điều hành quản lý nhà nước về lãi suất ngân hàng đối với các tổ chức tín dụng. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế. Ngày 24 tháng 11, các cuộc biểu tình bạo lực vẫn tiếp diễn tại Yemen, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và gần 40 người khác bị thương. Diễn biến này cho thấy việc Tổng thống Abdullah Saleh ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực chưa thể mang lại an ninh và ổn định cho quốc gia này. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 2, sáng nay ngày 25 tháng 11, Quốc hội đã tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ về nhiều vấn đề mà cử tri cả nước cùng quan tâm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về nội dung liên quan đến chủ trương tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và các biện pháp điều hành quản lý nhà nước về lãi suất ngân hàng đối với các tổ chức tín dụng. Tiếp tục đặt câu hỏi chất vấn đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đại biểu Quốc hội tập trung vào mục tiêu, các giải pháp và lộ trình của chủ trương tái cơ cấu hệ thống ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế phát triển của đất nước. Mục tiêu thứ nhất là đối với các tổ chức tín dụng yếu kém thì sẽ được tái cấu trúc lại. Nội dung thứ hai, thông qua cái việc tái cấu trúc này thì cũng làm tăng quy mô, tăng năng lực đối với các cái tổ chức có điều kiện, có quy mô và điều kiện tài chính tốt hơn. Nội dung thứ ba là phải cấu trúc lại cái cơ cấu hoạt động của hệ thống ngân hàng để đảm bảo giữa cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ cho cho nền kinh tế một cách hợp lý. Nội dung thứ tư trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là phải làm sao đáp ứng được hệ thống ngân hàng của chúng ta ngoài cái việc có cái tình hình tài chính lành mạnh nhưng cũng phải hòa nhập và có sức cạnh tranh với quốc tế. Đích mà chúng ta hướng tới của cái nội dung tái cơ cấu là chúng ta xây dựng một cái hệ thống ngân hàng Việt Nam lành mạnh, đa dạng về sở hữu, đa dạng về loại hình hoạt động, đa dạng về quy mô. Trong đó có các ngân hàng có quy mô và năng lực đủ mạnh để có tầm cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng nêu ra các giải pháp trọng tâm khi tiến hành tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nhưng vẫn bảo đảm sự ổn định của các tổ chức tín dụng, bảo đảm phân khúc của thị trường để các tổ chức tín dụng vẫn hoạt động tốt. Các cái giải pháp mà Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành trong quá trình tái cấu trúc bao gồm những giải pháp lớn như sau. Chúng tôi sẽ phân nhóm các hệ thống các ngân hàng Việt Nam thành 3 nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là gồm các ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, có năng lực, có quy mô đủ lớn để tiếp tục phát triển thành những ngân hàng làm trụ cột cho hệ thống ngân hàng trong thời gian tới, cũng như là vươn lên đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế. Nhóm thứ hai là nhóm các ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh nhưng có quy mô còn nhỏ, không có nhu cầu hoặc là không có điều kiện để phát triển quy mô cao hơn nữa. Nhóm thứ ba là nhóm các cái tổ chức tín dụng mà đang có cái tình hình tài chính khó khăn, cần phải được tái cấu trúc lại. Thì nhóm các tổ chức tín dụng này thì chúng tôi sẽ thông qua các biện pháp, ví dụ thay đổi lại cổ đông, nâng cao năng lực của cổ đông, hoặc là cho các tổ chức tín dụng trong nước khác tham gia cổ đông, mua lại hoặc sát nhập vào các tổ chức tín dụng khác. Thống đốc cũng cho biết thêm về lộ trình tiến hành tái cơ cấu hệ thống ngân hàng cho đến năm 2020, với mục tiêu có từ 1 đến 2 tổ chức tín dụng được đưa vào nhóm các tổ chức tín dụng lớn ở khu vực Đông Nam Á. Lộ trình tiến hành trong quý 1, từ nay đến quý 1 của năm 2012, thì chúng ta phải làm hoàn thành xong hai nội dung. Một là định hình rõ 3 nhóm ngân hàng và giải quyết tốt cái vấn đề thanh khoản của những ngân hàng yếu kém. Từ quý 2 của năm 2012 cho đến hết năm 2013, sẽ hoàn thành việc tái cấu trúc lại các ngân hàng thuộc nhóm 3. Và từ năm 2013 đến 2015, thì tập trung vào việc nâng cao các cái hiệu quả an toàn, việc tuân thủ các cái chuẩn mực quốc tế và cùng
củng cố xây dựng, đặc biệt là chú trọng xây dựng các nhóm ngân hàng lành mạnh để có đủ sức làm trụ cột cho hoạt động ngân hàng trong nước và phấn đấu để có thể có từ 1 đến 2 ngân hàng đạt tiêu chuẩn khu vực. Còn từ nay đến năm 2020 thì trên cơ sở nền tảng những kết quả đạt được đến năm 2015 thì hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục được tái cấu trúc và khi đó số lượng các tổ chức tín dụng có khả năng tham gia cạnh tranh trong khu vực có thể nâng lên đến 4 tổ chức tín dụng. Và thậm chí chúng ta cũng đặt mục tiêu là đến năm 2020 thì chúng ta cũng có từ 1 đến 2 tổ chức tín dụng được đưa vào nhóm các tổ chức tín dụng lớn của khu vực Đông Nam Á. Quan tâm đến việc điều hành và vai trò quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, các đại biểu đặt vấn đề với Thống đốc Nguyễn Văn Bình về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, làm thế nào để vẫn bảo đảm tính ổn định của thị trường. Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 cho phép Ngân hàng Nhà nước trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ được áp dụng, được quy định các mức lãi suất, các trần lãi suất có liên quan đến huy động và cho vay của hệ thống ngân hàng. Lãi suất 14% là có lợi cho ngân hàng lớn và có hại cho ngân hàng nhỏ. Thì chúng tôi cũng không đặt vấn đề là có lợi cho ngân hàng nào. Thế nếu mà như vậy, nếu mà để cho đáp ứng được có lợi cho ngân hàng nhỏ và lại có hại cho ngân hàng lớn thì có nên hay chăng? Thế thì vấn đề này chúng tôi cũng đã trao đổi rất nhiều trong nội bộ ngân hàng, trao vào dựa trên Hội đồng Tư vấn Tài chính Tiền tệ Quốc gia cũng như là báo cáo Chính phủ. Thì chúng tôi thấy rằng là trong bối cảnh hiện nay của đất nước là quy định một mức trần lãi suất chung cho hệ thống ngân hàng là quy định hợp lý nhất. Thế thì như vậy khi chúng ta siết lại cái trần lãi suất 14% là trên thực tế chúng ta đã giảm được cái lãi suất huy động đi khoảng từ 2 đến 3%. Và do vậy đã tạo điều kiện cho các cái ngân hàng có thể cho vay ra sau thời gian khoảng 1 tháng là bởi vì họ còn phải trung hòa các cái dòng vốn đã huy động với lãi suất cao trước đây. Thì sau thời gian 1 tháng là các tổ chức tín dụng đã bắt đầu hạ được lãi suất cho vay. Và đến nay lãi suất cho vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phổ biến là ở mức 16 đến 18%. Còn các cái loại lĩnh vực kinh doanh khác như phi sản xuất, chứng khoán bất động sản, vân vân thì chúng ta cho các tổ chức tín dụng một cơ chế là lãi suất thỏa thuận. Thì đối với các cái lĩnh vực này, lãi suất phổ biến là từ khoảng trên 18 cho đến khoảng 21%. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng có những nhận định đánh giá về thực trạng quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng, một trong những vấn đề đang được dư luận xã hội rất quan tâm trong thời gian gần đây. Trên thị trường, chúng ta cũng đã có một thời gian dài là quy định coi cái vàng miếng cũng chỉ là những hàng hóa thông thường. Do vậy là mọi cửa hàng kinh doanh vàng trang sức trong cả nước của chúng ta là có tới hơn 12.000 cái cửa hàng kinh doanh vàng trên toàn quốc mà chủ yếu là tập trung tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được quyền thả sức là kinh doanh vàng miếng. Thế thì từ đó cũng làm cho cái thị trường vàng trong nước bất ổn. Và khi nó bất ổn thì chúng ta nhìn lại những cái mặt bằng pháp lý của chúng ta thì thấy là hết sức bất cập. Thế thì đứng trước tình hình đó thì Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Ngân hàng Nhà nước là chủ trì phối hợp với các bộ ngành xây dựng lại một cái nghị định về quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng. Đến nay chúng tôi đã hoàn thành cái việc xây dựng cái nghị định đó, đã trình Chính phủ và Chính phủ đang lấy ý kiến của các bộ ngành và sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới đây. Thì cái nội dung chính của cái nghị định này sẽ tạo ra một cái khuôn khổ pháp lý về cái hoạt động sản xuất kinh doanh vàng. Theo đó chúng ta khuyến khích cái hoạt động sản xuất chế tác vàng trang sức. Thì đó là các cái hoạt động sản xuất bình thường chúng ta khuyến khích để tạo ra các cái hàng hóa cho xã hội, tạo ra các cái hàng hóa xuất khẩu, tạo ra cái công ăn việc làm cho các cái đơn vị sản xuất và chế tác vàng trang sức. Chúng ta xếp lại một bước cái việc quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng. Thì theo nguyên tắc là nhà nước độc quyền về sản xuất và kinh doanh vàng miếng. Do vậy, nếu có nhóm lợi ích nào mà bị cái quy định này nó làm ảnh hưởng thì cũng xin báo cáo với các đại biểu Quốc hội rằng là các nhóm lợi ích đó đã đi trái lại với cái lợi ích của quốc gia. Do vậy là sẽ không được chấp nhận và cũng sẽ không được tồn tại trong thời gian tới.
Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội cũng quan tâm đến vấn đề lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh các lĩnh vực phi sản xuất, vốn dành cho nông nghiệp và nông thôn, vấn đề xử lý đối với các tổ chức tín dụng vi phạm về trần lãi suất, vấn đề dư nợ tín dụng và nợ xấu trong lĩnh vực cho vay bất động sản, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2011.